Thì chia sẻ thêm ý nha. Dạ, chào quý vị. Dạ, mô Phật. Mình xin quên một điều là mời Từ Mẫn thỉnh Pháp Sư nha. Quên chưa? Mời thỉnh Pháp Sư, kính thỉnh Tỳ Kheo Pháp Thanh ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Từ Mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lễ Sư Thanh Tâm, và con lễ Đại Đức Nguyên Thông, và con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh cùng quý chư đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc bài thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phà Ga Hoa Tô A Ra Tô Rammā ca lô ca thi ba ti sa hầm ba ti ca tân cha đi ân thi hoa răng a hoa cha tha sang ti tha sang ta ba ra yấp kha ya ti ca dê xê tu thăm măng a nu khâm bi măng ba chăng sắc thầm ma bê rim quỳ na chăng cha ca văn xúc tinh cha băng thầm a thi thầm ma cầm măng a cô ta văn cô cha tu sắc cha đăng đăng ba phô pha ni dê ba ri sa gia mắt chê ê quăng sa ba ti râm ma pha ga quăng tăng a gia cha tha tùng hi pha quê na tăng bụt thô ca rung nê na thi qua xa gia tăng hà dục tha gia bà đê na ni gà đa văn ta tô gà tô bành cha hoa gia đa vô này về a măng bà dê si thăm ma tô ta tô bà phu ti sầm bún thô Anuna thamma desa nang magawasani desa si sakta nang antha si dang kham te na sa thu ayo phan te ye se tu thamma ye sa nang sa ba di tha ba ri sa ya anu kam bam bi ka ta we phạm thiên vẫn ngồi khẩn quản
Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn lộc giả ngày giờ chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không một, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, một lần nữa đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thành từ bi quan hỷ dẫn dạy cho chúng con một bài pháp hôm nay ạ. Con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Dạ, con cung thỉnh sư. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Ga Giá. Và kính đảnh lễ chư Tùng Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Và kính đầu quý Tùng Nữ và tất cả quý Phật tử. Và cảm ơn cô Từ Mẫn. Bữa nay thì cô Từ Mẫn đọc Pali rồi đọc kinh cũng hay quá rồi. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Và thì hôm nay chúng ta qua cái phẩm thứ 8 là phẩm Ananda, và cái câu số 71 là Chanh Á. Thì sư xin đọc phần kinh. Cái vị du sĩ Chanh Á này đó là nó trùng tên, trùng tên với tỳ khu Chanh Á là gọi là Sạc đó. Hồi đó là khi mà Bồ Tát còn ở hoàng cung thì Sa Nặc làm người hầu, và sau này là Chanh Á Sa Nặc cũng xuất gia theo theo Đức Phật. Quý vị đừng lầm cái vị du sĩ Chanh Á này với Chanh Á mà xuất gia theo Đức Phật. 71. Chanh Á. 1. Nhân duyên ở Sa Quá Thí. Rồi du sĩ Chanh Á đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đi đến nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm, thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Chanh Á nói với tôn giả Ananda: Thưa hiền giả Ananda, có phải các người tuyên thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si? Vâng, thưa hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Thưa hiền giả, cho thấy nguy hại của tham như thế nào? Các người tuyên thuyết đoạn tận tham, do thấy nguy hại của sân như thế nào? Các người tuyên thuyết đoạn tận sân, do thấy nguy hại của si như thế nào? Các người tuyên thuyết đoạn tận si. 2. Người có tham, thưa hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khổ u thuộc về tâm. Khi tham được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ u thuộc về tâm. Người có tham, thưa hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi tham được đoạn tận, thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. Người có tham, thưa hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, không như thật biết rõ lợi mình, như thật biết rõ
lợi cả. Khi tham tận như thật, biết như thật đã làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổ não, không đưa đến niết bàn. Người có sân thư hình giả, bị sân chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai. Không như thật biết rõ lợi cả hai. Sân thư hiền giả làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến niết bàn. Người có si thư hiền giả bị si chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình. Không khi si được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không cảm giác khổ u thuộc về tâm. Người có si thư hiền giả bị si chinh phục, tâm mất tự chủ, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với ý. Khi si được đoạn tận, không làm ác hạnh với thân, không làm ác hạnh với ý. Người có si thư hiền giả bị si chinh phục, làm mất tự chủ, không như thật biết rõ lợi mình, không như thật biết rõ lợi cả hai. Khi si được đoạn tận, như thật biết rõ lợi mình, như thật biết rõ lợi cả hai. Si thư hiền giả làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến niết bàn. Thấy sự nguy hại của tham, thư hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết đoạn tận tham. Thấy sự nguy hại của sân, chúng tôi tuyên thuyết đoạn tận sân. Thấy sự nguy hại của si, chúng tôi tuyên thuyết đoạn tận si. 3. Có con đường nào, thưa hiền giả, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận tham, sân, si? Có con đường, thưa hiền giả, có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân, si? Con đường ấy là gì? Thưa hiền giả, đạo lộ ấy là gì đưa đến đoạn tận tham sân si? Chính là đạo lộ tám ngành, tức chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh định. Đây là con đường, thưa hiền giả, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham sân si. Hiền thiện là con đường, thưa hiền giả, hiền thiện là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham sân si. Thật là đủ, thưa hiền giả Ananda, để áp dụng không phóng dật. Đó là cái phần chánh kinh, sự đối thoại của cái vị du sĩ Chanh Á với tôn giả Ananda. Thì ở đây cái vị du sĩ này đi đến gặp tôn giả Ananda, rồi đưa lên cái thắc mắc của mình, tại sao mà bên các cái vị tỳ khu thì thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, và thấy cái nguy hại của tham sân si như thế nào mà tuyên thuyết, rồi cái phương pháp nào để mà đoạn trừ tham sân si. Thì vị du sĩ này đó, thì quý vị biết rằng những cái bệnh môn á, các cái vị mà du sĩ thực hành theo ba môn thì người tu tập
Những phiền não, chính những phiền não này là nguyên nhân đưa đến khổ đau. Những phiền não này nó là những cái sợi dây trói chúng sanh vào cái cổ máy sanh tử luân hồi. Thì vì khi mà một bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si, thì như vậy cái người này đó mất tự chủ, không có thấy được những cái sự tai hại, khổ đau cho mình, tai hại khổ đau cho người, không thấy được cái sự tai hại khổ đau ngay trong kiếp sống hiện tại, và không cái khổ đau lâu dài trong nhiều kiếp sống tương lai. Cho nên những người này đó bị các cái phiền não nó xài xử. Thì ở trong kinh cũng nói là cái người mà khi mà bị tham si chi phối, cái người này giống như người mù. Lúc đó là cái người này á, họ không thấy, không thấy được chỉ nói làm theo cái bản năng, theo cái sự sai khiến của phiền não. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều người khi mà họ sân hận, họ tham lam lên rồi, chính vì bị vô minh si mê chi phối, cho nên là họ hành động một cách mù quáng, làm theo cái bản năng, chứ hoàn toàn nó vắng mặt trí tuệ, gây ra những cái hậu quả tai hại khôn lường, đưa đến hại mình, hại người. Rồi đến khi mà hậu quả nó đưa đến rồi, trở thành tù nhân, đứng sau cái song sắt, thì lúc đó đó thì họ ăn năn hối hận thì cũng đã muộn màng, do những cái hành động mà thiếu suy nghĩ, thiếu kiềm chế, không có sự kiểm soát mà đã gây tổn hại cho người khác, tổn hại cho bản thân mình. Có nhiều cái trường hợp vì mù quáng, mù quáng trong lợi lộc, mù quáng trong tình cảm, mù quáng không thấy được cái tai hại, chỉ thấy cái lợi lộc nhỏ mà không thấy cái hậu quả khủng khiếp khôn lường sau này. Cho nên là những chúng sanh đó đã hành động một cách không cẩn trọng, thiếu sự kiểm soát, cho nên đem đến những cái hậu quả tai hại khôn lường. Thành ra đó, khi mà chúng ta hiểu biết được, chúng ta suy xét phản tỉnh, nhờ cái sự suy xét phản tỉnh kiểm soát những cái tác ý, nhờ chúng ta thấy được cái nhân, rồi những cái hậu quả đem đến từ những cái nhân mà cái người có trí, có sự hiểu biết, nhờ cái sự học hỏi, phân biệt, rồi suy xét, chúng ta biết được những cái nào là thiện, tốt đẹp, nên thực hành, biết được những cái nào là tai hại, cần phải
tránh xa, cần phải né tránh, cần phải đoạn trừ. Rồi nhờ chúng ta khéo tác ý, khéo kiểm soát cái nội tâm của mình. Mỗi khi những cái tác ý khởi, chúng ta dùng trí tuệ để xem xét những cái tác ý này nó đem đến thiện hay là bất thiện. Nếu là những tác ý thiện thì chúng ta thực hành theo để đem đến lợi ích, lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Nếu là những cái tác ý bất thiện đem đến hại mình, hại người, hại cả hai, thì chúng ta cần phải kịp thời dập tắt. Chúng ta thấy được cái tai hại thì chúng ta sẽ tránh xa. Còn khi mà một cái người mà hành động mà trong cái ô nhiễm của phiền não, ví như cái người này là không có mắt, không có trí tuệ, thì không có mắt thì sẽ thấy cái cảnh nó không có rõ ràng, không phân biệt được màu sắc, màu sáng hay là màu tối. Không có trí tuệ thì mù quáng, mê mờ, chỉ sờ soạn làm theo bản năng, cho nên là đem đến những cái điều tai hại. Do đó là cái người trí tuệ thì sẽ đi theo cái con đường thánh đạo. Thì đường thánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Thành ra đó, có 8 cái vị thuốc, có 8 cái vị thuốc để đối trị, trị cái bệnh của phiền não, tham, sân và si. Thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó là thuộc về giới quẩn. Chúng ta gìn giữ về cái khẩu nghiệp, rồi chúng ta thực hành những cái tạo những cái nghiệp lành, rồi chúng ta sống nuôi mạng bằng cái thiện lành chân chánh, tránh xa những cái tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Thì chúng ta có cái chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là để chúng ta khéo gìn giữ, thu thúc lục căn cho tinh nghiêm, rồi luôn luôn kiểm soát cái tác ý, cái ý nghiệp của mình cho nó thanh tịnh. Nhờ có cái sự kiểm soát này, chúng ta có sự ghi nhận các đối tượng luôn khi, rồi chúng ta nhìn đối tượng với trí tuệ, nhìn vào cái thực tánh, chúng ta không nhìn trên cái cạn cợt chế định tục đế, rồi chúng ta kiểm soát cái tác ý, ghi nhận sáng suốt với trí tuệ. Thì như vậy đó, phiền não điều kiện để sanh khởi. Cho nên chúng ta sống với trí tuệ thì sẽ tránh đem đến cái hại mình, hại người, hại cả hai. Khi mà chúng ta có mắt sáng, thì chúng ta nhận định tất cả những cái
cảnh vật xung quanh một cách rõ ràng. Chúng ta có trí tuệ, chúng ta phân biệt được những điều nào là thiện lành, những điều nào là tai hại, để chúng ta hành động, những điểm nào, những cái nơi nào là an ổn, chúng ta đi đến, những cái nơi nào mà nguy hại, có cạm bẫy, có hố sâu, chúng ta phải tránh xa, thì như vậy chúng ta không bị tai hại nó đem đến. Cho nên khi mà chúng ta nhờ có sự hiểu biết, nhờ có sự học hỏi phân biệt, chúng ta có cái thấy được về cái phân biệt được cái chánh đạo và cái tà đạo. Cho nên khi mà chúng ta có được chánh kiến thì chúng ta sẽ có cái suy nghĩ về những cái điều chân chánh. Còn nếu mà tà kiến thì sẽ đem đến cái tà tư duy. Mà tà kiến thấy sai, nhận định sai lầm về đối tượng, thì sẽ suy nghĩ về cái sai lầm. Thì khi mà chúng ta thiếu sự học hiểu, chúng ta thấy tha sai trên cái tục đế chế định, chúng ta mới tham. Khi mà một người không có sự hiểu biết thì họ thấy đây là người nam, đây là người nữ, đây là vàng, đây là kim cương. Thì chính vì thấy sai trên cái tục đế cái giới định như vậy đó, thì cái tham muốn nó sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta thấy trên cái tính chất chân đế, cái vàng này thì nó quý thật, nhưng mà đó, nếu mà chúng ta không khéo sử dụng nó thì nó sẽ đem đến cái tai hại. Chính vì cái vàng mà chúng ta tham muốn, cái tham rồi đưa đến vì muốn chiếm đoạt, cho nên chúng ta không ngần ngại để sử dụng những cái thủ đoạn, những cái phương pháp để tàn hại người khác, để chiếm đoạt cái điều mà mình mong muốn, cho nên đưa đến là tham ác. Chính vì mình nghĩ rằng làm như vậy là không có tội, rồi mạnh mẽ thành những cái bất thiện pháp, cho nên là từ tham đưa đến tham ác, và suy nghĩ rằng thế gian này không có tội lỗi thì đưa đến tà kiến ác. Chính những chúng sanh mà không có sự hiểu biết, không có sợ về nhân quả, không có sợ về nghiệp báo, những chúng sanh này lún sâu vào tội lỗi, lún sâu vào hố sâu vực thẳm của khổ não, cho nên những chúng sanh này sẽ đi đến những cái cảnh giới khổ đau, vì họ không có mắt, không có trí tuệ, không phân biệt được những cái nhân, những cái hậu quả tai hại khôn lường. Họ nhắm mắt làm liều, cho nên họ lún sâu trong tội lỗi khổ cảnh, phải chịu sự trừng phạt của nghiệp báo trong nhiều kiếp. Còn những người có trí tuệ, có sự hiểu biết, chúng ta ở phải gánh chịu những cái tai hại khổ đau, sợ đi đến những khổ cảnh, sợ sống trong sự khổ não, hậu quả khôn lường của các cái bất thiện. Cho nên như con là người có mắt
mình sẽ tránh xa để không đem đến cái điều tai hại. Thì nhờ đó, nhờ cái sự phân biệt, nhờ có trí tuệ học hiểu, chúng ta sẽ làm những cái thiện pháp đem đến những cái điều lợi ích cho bản thân, lợi ích cho những người xung quanh mình. Nhờ có sự nỗ lực tập, nhờ có trí tuệ, chúng ta có được cái hiểu biết, có chánh kiến, chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì như vậy đó, mặc dù trong đời sống chúng ta chưa nghĩ là thánh nhân, nhưng mà dù sao trong đời sống hiện tại chúng ta cũng có được sự an ổn. Ngay trong đời sống hiện tại này, chúng ta tích trữ tạo nhiều công đức phước báo, trở thành một phàm nhân, nhưng mà phàm nhân có giới, có sự hiểu biết, chúng ta phân biệt rõ ràng giữa thiện và bất thiện, phân biệt được những điều nào thực hành đem đến sự an vui, và những cái thực hành đem đến cái khổ đau. Thì như vậy chúng ta sẽ tránh được sự khổ não trong hiện tại, cũng như những cái khổ não tai hại, tránh đi đến những cái cảnh giới thấp thỏi khổ đau trong tương lai. Thì qua cái phần chánh kinh thì cũng xin chia sẻ với quý vị những cái kiến thức, những cái hiểu biết nhỏ nhoi chút đỉnh, để quý vị biết hiểu biết được cái phần lời dạy trong kinh. Và với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể ca ngang, cũng như kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử có nhiều hiểu biết, có nhiều những kiến thức để chúng ta áp dụng vào đời sống hiện tại, áp dụng vào phương hướng tu tập để tạo được những cái nhân lành, những cái hạt giống tốt đẹp, và có một cái đời sống an vui, và hướng đến con đường thanh cao tốt đẹp, hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng chia sẻ, trao đổi, thảo luận thêm về cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bây giờ thì xin mời đạo tràng. Dạ, mô Phật, sa thú lành thay. Thay mặt lớp học thành kính tri ân sư Pháp Thanh rất nhiều. Thì kính thưa quý vị, qua bài học hôm nay mình đã học được nhiều điều mới ha. Thứ nhất á, là những người tu theo ngoại đạo và la môn thời đó, hoặc có những nhiều người Phật tử nha, hoặc là những nhiều người khác đạo đó, thì họ làm việc thiện để mà kiếp sau được sanh lên cõi trời. Đó, có những người họ tu tập, họ tu luyện những phép thiền định để sanh về cõi trời, cõi phạm thiên. Ngay cả người Phật tử cũng vậy quý vị. Có nhiều người Phật tử không có hiểu biết đó, họ đi chùa, họ lạy Phật, họ cúng, rồi họ cầu nguyện cho gia đình được tai qua nạn khỏi, không có bệnh tật, rồi cầu nguyện cho con cháu được thành đạt, rồi cầu nguyện được kiếp sau sanh về cõi trời. Đó, thường là như vậy. Thì qua bài học hôm nay, mình nhờ Đức Phật soi sáng cái mục đích của mình á, mục đích của người tu không phải là
tu để mong về cõi trời, hoặc là những cõi trời thiền định là có thần thông, không phải như vậy. Mục đích của người tu là để đi đến đạo quả, tức là bên bờ này là khổ, bên kia bờ là giải thoát. Tức là mình phải biết rõ chân lý tứ diệu đế, khổ, nguyên nhân khổ, diệt khổ và niết bàn. Thì nhớ nắm 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 rõ cái điều này ha, điều này rất là quan trọng đó. Chứ quý vị biết trên đường tu có nhiều người thấy tu khó khăn quá, tu khó khăn quá, rồi cái đi theo những con đường gọi là tu tắc á. Nhưng mà quý vị biết có nhiều vị đạo sĩ á, tu luyện theo những cái pháp gọi là tu theo thần đó quý vị nha. Niệm tên của một vị thần nào đó, rồi được cái vị thần đó đó che chở, hoặc là có nhiều khi những vị thần đó nhập vô rồi họ có những cái quyền, những cái sức mạnh, những cái oai lực để nói cho người khác nghe theo được đó quý vị. Có nhiều người họ tu được á, cho nên khi mà họ nói ra một cái gì đó là đệ tử họ nghe dữ lắm. Rồi bao nhiêu tiền bạc họ muốn là cái người đệ tử của họ cúng cho họ nè, là giàu có lắm quý vị. Thì nhờ những vị thần họ nhập á, cho nên rất là nguy hiểm. Chúng sanh vì tham sân si, thứ nhất á, làm khổ mình khổ người. Cái thứ hai á, là tu sai đường. Còn con đường của Đức Phật dạy á, đó là con đường tứ diệu đế, khổ thì khó đó chứ không phải không. Tại vì tham sân si thì nó khó diệt lắm, khó đoạn tận lắm quý vị. Thì vấn đề là mình phải tu đúng pháp, tu theo bát chánh đạo, để từ từ mình có trí tuệ để mình giải quyết cái chuyện tham sân si. Chứ mà con người mình nó có một cái lạ đó là cứ muốn tu cái là được an vui liền, không phải. Mục đích tu không phải là để được an vui thanh tịnh, không phải. Mục đích tu là để chứng ngộ chân lý tứ diệu đế. Thứ nhất là khổ, đó, cái khổ nó trước mắt này nè, chứ không đâu xa đó, ngay trong thân, ngay trong tâm này. Nhìn là thấy liền à, thấy thân già, đau bệnh đó, khổ. Thấy chết tới nơi, khổ. Rồi thấy tâm á, tâm nó phiền não đó, trong tâm mình phiền não không chứ có vui sướng gì đâu. Và cái đó là cái thật, cái đó là cái thật. Người tu là phải chánh niệm tỉnh giác để thấy ra sự thật. Cái khổ nó có cái nguyên nhân của nó, là cái nguyên nhân nào mà có cái thân này, nguyên nhân này là phải kiếp trước ha. Kiếp trước mình có vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sanh sát, tham ái, đó là nguyên nhân của sự đau khổ. Bây giờ tu theo bát chánh đạo để từ từ mình đoạn tận tham sân si. Mà hết tham sân si thì diệt đế, diệt đế nó hiện ra. Quý vị tới đây quý vị thấy khổ, nguyên nhân khổ, diệt khổ và bát chánh đạo. Ngày nào còn bát chánh đạo là ngày đó còn thánh nhân. Và mô Phật kính thỉnh tỳ kheo Nguyên Thông Bồ Túc Thêm nha, Bồ Túc Thêm về bài học hôm nay à. Kính thỉnh sư ạ. Kính chúc quý vị được an vui. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con rất là tán thán và khâm sư phụ Pháp Thanh đã giảng giải bài học rất là khó khăn, khó hiểu, thành ra bài học rất là dễ hiểu. Trên trần gian này, kính thưa sư phụ, cái ngài Sanchaya hỏi ngài Sariputta và Moggallana hỏi rằng: này các đệ tử, trên trần gian này người ngu với người khôn
là kẻ nào nhiều, người nào ít. Thì ngài Sariputta nói là thưa sư phụ, là ông Sañcaya đó là người mà sư phụ đầu tiên của ông ta, nói ra trên gian người người ngu thì quá quá trời, không có thể nào mà biết được, còn người thì một vài người thôi. Thì ngài Sañcaya nói rồi, vậy thì các con hãy đi theo người khôn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tu học ở đó, để người ngu là cho ta. Và bây giờ không biết là chư vị có đi qua Bồ Đề Đạo Tràng không? Nơi Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật, mà người Việt Nam đến đó quỳ xuống vào phản, cỡ bữa đó tôi thấy là 30-40 người mà đặt Nam Mô A Di Đà Phật. Có nghĩa là nói Đức Phật Thích Ca nói là ông không phải là Phật, ông A Di Đà Phật mới là Phật, đọc Nam Mô A Di Đà Phật, đọc hoài như vậy. Mà sự thật kính thưa chư vị, cái ông gọi là A Di Đà Phật nó không có hiện hữu. Khi mà giáo pháp của một vị Phật chánh đẳng giác đang thực hành, đang hiện hữu trên trần gian này, tức là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Bát Thánh Đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì khi mà có một cái giáo pháp của một Đức Phật đang hiện hữu, đang lưu hành, không có tên của một bất kỳ vị Phật nào, không có giáo pháp của bất kỳ vị Phật nào, mà con đã từng nói những chư vị đó, nếu mà các bạn biết là cha của ông Phật A Di Đà là ai, mẹ là ai, vợ là ai, con là ai, thì Nguyên Thông sẽ xả giới, không có tu hành nữa. Mà nếu tìm được cái ông Đại Thế Chí, Văn Thù Sơ Lợi, rồi Duy Mật và Quan Thế Âm Bồ Tát, cha là ai, mẹ là ai, vợ là ai, con là ai, giáo pháp là gì, thì Nguyên Thông cũng xuất gia ra, không tu hành nữa. Là tại sao? Là bởi vì những người đó là những người tưởng tượng của Bụi Bà La Môn, nó muốn phá Phật giáo. Nhưng mà tại vì cái số người trên trần gian này ngu si, không có hiểu mà không chịu học, mà nghe cái điều gì mà nó ngược lỗ tai mình á, thì khinh khi chê ba chơi tùm lum. Bởi vì không biết trên thế gian này chỉ có một vị Phật chánh đẳng giác mà thôi. Cho đến đi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn Á rồi, vào khoảng chừng 5-10 tỷ, 5-30 tỷ năm nữa, thì mới có một vị Phật sau này ra đời, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho biết đó là vị Phật Maitreya. Cho nên không phải sự xuất hiện của một vị Phật chánh đẳng giác là một chuyện dễ dàng, mà cái điều này ít ai đọc. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà ngài thành đạo rồi đó, ngài hưởng hạnh phúc 7 tuần lễ để chiêm nghiệm lại những ngài mà đã ngài chứng đắc, thì ngài mới nói là pháp của ngài rất khó nói, mà nói khó nghe, nghe mà khó hiểu, hiểu mà khó tu, tu khó chứng mà khó đắc. Cho nên ngài đã muốn Parinibbana, tức là muốn ở đó rồi niết bàn luôn ở đó. Nhưng mà cái người Sahampati là một vị phạm thiên trên cõi trời phạm thiên, cái người đó có tha tâm thông mà sống qua nhiều vị Phật. Cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ra đời rồi mà thành Phật, rồi thế gian rung động, thì ông không biết, ông đọc được tâm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bèn mới bay xuống nói: Thiêu Tôn, xin Thế Tôn cứ giảng, trần gian này đã u tối từ lâu lắm rồi, xin Thế Tôn sẽ giảng pháp. Khi mà Thế Tôn pháp thì trong mắt của những người có ít bụi, tức là trong mắt của những người mà có được tu tập như là những chị Phật tử có mặt trong trần gian, trong cái đạo tràng này và những đạo tràng khác của kiếp này kiếp khác nhiều, những người đó khi mà nghe thì có thể chứng đạt được. Chứ mà nếu bây giờ đừng nói đâu xa, bà bạn của tôi, tức là bà vợ đó, bà bạn của tôi đó, về nhà tôi bảo quỳ xuống để tôi cho giới, để xong bà nói: Khoan hả? Cái tôi mới nói là đệ tử bây giờ là 70-mấy tuổi rồi, khoan là chừng nào đó, thế mà vẫn là ngu. Ngay người trong nhà là như vậy, còn như vậy thì ai được. Cho nên tôi thì rất là tán thán quý vị vào đây, lần nào cũng gặp Thi Lâm, gần nào cũng gặp Huệ Ngọc, gần nào cũng gặp ông bà Năm, gần nào cũng gặp Diệu Pháp, lần nào cũng gặp Buông Bỏ, lần nào cũng gặp Nguyễn Mộng, Nhà Từ Mẫn, vân vân. Là những người này tại sao? Là tại vì họ biết giá trị của Phật pháp và họ cương quyết tu hành để bỏ được cái tham sân si, để không phải phiền não của cuộc đời này. Và đó là những người trong tương lai sẽ gặp Đức Phật Maitreya và được ngài sẽ tế độ.
để có thể chứng đắc những tầng thiền hoặc là sơ nhị tam tứ quả. Vì vậy cho nên trong cái bài này phẩm Ananda này, cái nội dung là tham sân si. Cho nên cái ông mà Chánh Á là trong cái trần gian này, mặc dầu ông ta bên đạo Bà La Môn, sự thật ra cái đạo Bà La Môn thì trước kia thì không phải như thế này, nhưng mà bởi vì do sự tham lam hay thế nào đó, do Bà La Môn nó biến chất, vì biến chất cho nên là khó mà có thể con người trong thế gian mà hiểu được giáo pháp. Cho nên những vị mà sắp sửa giáng lâm để hoàn thành cái nghiệp chót, cái nguyện chót, thường thường những vị đó xuống trần gian giả giảng ra một cái người nào đó, rồi giảng dạy về nhân quả, giảng dạy về cái ngã, giảng dạy là vân vân. Thì khi mà tất cả những người đã giảng dạy như vậy mà nhiều vị đó, thì tất cả những cái sự giảng dạy đó rồi cái họ biến mất. Họ biến mất thì tất cả sự giảng dạy đó được lưu chép lại thành ra những ba bộ kinh Vedas là Vệ Đà đó, Upanishad là Áo Nghĩa Thư, và Bhagavata Gita tức là Thánh Thư. Thì là, đó là ba bộ kinh điển của Bà La Môn. Nhờ những cái kinh điển đó mà họ có một cái ý niệm. Tại sao? Là vì lúc đó những vị mà Bồ Tát sắp thành Phật đó thì giảng dạy do cái kiến thức của vị Bồ Tát, chứ không phải kiến thức của vị Chánh Biến Tri. Cho nên họ giảng dạy để đó, để những người đó học ở đó. Rồi khi mà Đức Phật xuống trần gian này tu hành đắc đạt đạo quả rồi sẽ giảng dạy, nhờ cái background đó họ có thể hiểu được cái giáo pháp của Phật là cái gì. Vì vậy cho nên khi mà Đức Phật giảng dạy ra, nói người nào có đầy đủ phẩm hạnh thì Ngài nói đó là bà ta gọi đó là những người Bà La Môn. Cho nên khi mà chư vị đọc cái bài kinh Pháp Cú đó, từ khoảng là 40 bài kinh sau cùng là Đức Phật đổi là cái phẩm Bà La Môn, đều là Bà La Môn không? Để nói là thế nào gọi là Bà La Môn, phạm hạnh Bà La Môn. Vì vậy cho nên cái chữ Bà La Môn mà Thế Tôn dùng và Bà La Môn của đạo Bà La Môn, hai cái chữ hai nghĩa khác nhau hoàn toàn. Vì vậy cho nên cái bài kinh này sư Pháp Thanh đã giảng dạy lại lời của Ngài Ananda để nói rằng đúng rồi. Thì chúng tôi là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là tuyên thuyết là đoạn từ tham, đoạn từ sân, đoạn từ si. Là vì sao? Là vì trong tâm của bất kỳ người nào mà có tham, có sân, có si, thì vì cái tham đó, vì cái sân đó, vì cái sân đó, nó làm mờ mắt cái lương tri, cái trí tuệ của người đó. Cho nên người đó hành động sân khẩu ý, tự hại mình, tự hại người khác hay hại cả hai. Vì vậy đó là cái nội dung của bài kinh này, để cho chúng ta thấy rằng trong tâm của chúng ta, kính thưa chư vị, tham sân si dãy đầy, mà chúng ta đang tu tập thì nó bớt lần lần. Đức Phật giảng dạy rằng người nào mà thường đọc kinh sách đó, thì người nào mà vô minh nhiều thì cái vô minh sẽ bớt đi, người nào tham ái nhiều thì cái tham ái sẽ bớt đi, người nào sân si nhiều thì cái sân si sẽ bớt đi. Tại sao? Thì Đức Phật đã giảng dạy rằng cái nguy hại của cái tham đang lộng hành, cái nguy hại của sân đang lộng hành, nguy hại của si đang lộng hành. Thì khi người hành giả tu hành với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài giảng dạy cái gọi là mindfulness, tức là chánh niệm tỉnh giác. Mà khi chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta thấy được cái tâm mình. Chánh niệm tỉnh giác là mình sống trong giây phút hiện tại. Một khi mình sống trong giây phút hiện tại thì mình, cái tâm mình đâu có lông bông lang bang chỗ nào nữa, đâu có phóng vật đâu mà gia vào tham sân si. Thì lúc đó chánh niệm tỉnh giác. Mà khi chánh niệm tỉnh giác chỉ là chúng ta đang sống trong chính cái tâm của chúng ta, thì lúc đó nếu tâm tham khởi lên thì mình biết là mình sắp đọa địa ngục đó. Nếu mà mình hành tham, mình nói năng hay hành động bằng cái tham, thì cái kết quả đưa đến là chúng ta sẽ rớt vào địa ngục, hay là trong giây phút đó chúng ta sanh thân hoại mạng chung thì chúng ta đi thẳng vào địa ngục. Cho nên khi mà trong tâm có tham sân si mà thân hoại mạng chung là rất nguy hiểm. Cho nên cái người mà có chánh niệm tỉnh giác là người đã trong sạch, không có tham sân si. Bởi vì mình đang nghĩ về cái gì? Mình đang nghĩ là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Thí. Thì đó là những cái thiện pháp mà mình đã làm, và mình niệm, mình nhớ lại, mình tưởng lại người nào đã làm lễ dân y bao nhiêu lần, người nào đã
cúng dường Tam Bảo, người nào đã mời chư tăng về nhà để trai tăng thì xin những cái nghi cái kỳ đó rồi nhớ lại, luôn luôn nhớ lại, chứ không phải mình kể không, mình nhớ lại để khi mà mình gần thân ngoại mạng chung mình nhớ lại những hình ảnh đó, là mình dầu chưa giác ngộ để mà thành thánh thì mình cũng được sanh vào nên cõi thiên. Vậy xin chư vị hãy luôn luôn nhớ nguyện rằng dầu trong cái chuỗi sanh tử luân hồi này, xin cho con, xin cho chúng con được sanh vào những gia đình có Phật giáo, được sanh vào sống vào những nơi có chùa, có chùa và có gặp những vị thiện trí thức để chúng con có thể tiếp tục tu hành để cho đến đắc đến đạo quả, để chấm dứt sinh tử luân hồi. Mình phải nguyện như vậy, và với công đức mình đã làm thì con nghĩ rằng chúng ta sẽ được như ý. Bởi vì khi Bụng Nguyên Thông đọc kinh, nó thấy là những người trên trần gian này mà sau khi họ gặp được Ngài Sariputta, sau khi gặp được Ngài Kassapa, sau khi gặp được Thế Tôn thì đều được lợi ích và chứng đắc đạo quả. Là bởi vì những người đó có những cái parami. Khi mà chúng ta có những cái parami trong cái tâm của chúng ta, trong cái dòng sanh tử luân hồi, khi mà có một vị chánh biến tri xuất hiện thì khi mà Ngài quán sát thì cái tên của chúng ta, cái con người của chúng ta sẽ nằm trong cái võng mạc của Ngài, và Ngài sẽ đến tế độ của chúng ta. Và đó là cái mục đích của tất cả chư vị Phật tử có mặt trong lúc này tu học. Kính thưa sư phụ Thanh Tâm, con nghĩ là con nói như vậy chư vị đã hiểu, là chúng ta tiếp tục tu hành để loại trừ cái tham sân si, là cái bài mà sư phụ Pháp Thanh đã giảng dạy phương phẩm Ananda mà Ngài Chăn Ná là một người Bà La Môn, nhưng mà đã có cái tâm học hỏi, mới hỏi Ngài Chăn Ná để đưa những cái câu hỏi mà có để được câu trả lời của Ngài Ananda, để mà từ đó ông ta tu học. Và nhờ vậy thì sẽ có lợi về sau khi ông ta thân hoại mạng chung, nếu mà tu hành để loại trừ, cố gắng loại trừ tham sân si trong con người của chúng ta. Và đó là cái đến nội dung của bài giảng mà sư phụ Pháp Thanh đã giảng dạy. Kính thưa sư phụ, con xin trao mai cho sư phụ để sư phụ có thể giảng dạy thêm, hoặc là cho chư đệ tử ngồi thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thỉnh mời sư phụ Thanh Tâm đỡ mai. Dạ, mô Phật, sa thú thì Kim Nguyên Thông. Dạ, rất là hay. Dạ, cảm ơn sư rất nhiều. Dạ, thay mặt lớp học cảm ơn sư đã chia sẻ thêm về ý Phật Pháp rất là hay. Bây giờ kính mời quý vị ngồi tĩnh tâm 5 phút nha. Mình còn 5 phút nữa. Bây giờ là 10:22. Mời quý vị ngồi tĩnh tâm. Tịnh tâm đây ý nói là chánh niệm đó ha, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn có nghĩa là đưa cái tâm mình trở về với hiện tại ha, tại tâm của mình nó phóng túng, nó lung tung á, bây giờ mình trở về với hiện tại. Hiện tại là mình thấy cái thân mình ha, thấy cái thân mình nó ngồi, biết nó ngồi. Nó thở, biết nó thở. Rồi thấy tâm của mình, ý nghĩ, ý thấy nó sanh, nó diệt.
Dạ, mô Phật. Kính thưa quý vị, 5 phút chánh niệm đã trôi qua. Mình cố gắng mình tập thường xuyên như vậy đó quý vị, luôn luôn hay biết thân tâm của mình, tâm thân của mình nó là pháp vô thường, nó là vô ngã đó. Mình tập từ từ mình thấy rõ ra, thì khi mình thấy nó rõ đó thì mình hiểu nó là khổ, nguyên nhân khổ, hết khổ. Dạ, mô Phật. Sau đây nhờ cô Từ Mẫn, mời Tùy Khen Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng nha, rồi cô Từ Mẫn hồi hướng phước báo. Kính thỉnh Tùy Kheo. Phavatu sabba mangalam rakham tu sabba devata sabba bhuta nuphave nasada sauti phavang tu te phavatu sabba mangalam rakham tu sabba devata sabba thamma nuphave nasada sauti phavang tu te phavatu sabba mangalam rakham tu sabba devata sabba sangha nuphave nasada sauti và vô tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú. Dạ con kính xin dùng vài phút ở đây để xin thông báo với đạo tràng là ngày thứ này sẽ là ngày mà đạo tràng tổ chức cái buổi sinh nhật cho lớp học Nguyên Như Kỳ Viên. Nguyên Như xin kính thỉnh chư tăng và các Phật tử vào tham dự đông đủ để có lời tri ân cùng với chư tăng và các thầy cô giáo của mình. Bữa đó sẽ có nhạc thính phòng, có cà rem và có bánh ở trên bao thót. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chị Từ Mẫn thay mặt đạo tràng để mà hồi hướng. Dạ, con xin xuống mic ạ.
Akasattha cha bhammattha devanaga mahitika Bhunno anumodantu chirang rakkhantu sasanam Akasattha cha bhammattha devanaga mahitika Bhunyanno anumodantu chirang rakkhantu garu Akasattha cha bhammattha devanaga mahitika Bhunyanno anumodantu chirang rakkhantu nyatayo Akasattha cha bhammattha devanaga mahitika Bhunyanno anumodantu chirang rakkhantu panino Akasattha cha bhammattha devanaga mahitika Bhunyanno anumodantu chirang rakkhantu no sada Idang no nya ti nang hon tu sukhita hon tu nya ta yo Idang no nya ti nang hon tu sukhita hon tu nya ta yo Y đằng nô nha tì đằng hòn tu su ki ta hòn tu nha ta vô. Dạ, mời cô Từ Mẫn hồi hướng phước báo bằng tiếng Việt được không ạ? Một Phật kính thưa quý vị, buổi học hôm nay đến đây vừa phải lễ. Ai trước khi dứt lời, nguyện cầu ân tâm bảo và chư thiên gia hộ cho tất cả quý vị đình được an vui khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Ước mong gặp lại tất cả quý vị vào tối mai nha, tối mai 9 giờ lớp học có 9 giờ cho tới 10 giờ rưỡi. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối mai ạ. Kính một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành. Dạ, mô Phật.